Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử thách ở Vật Vờ Studio, ai là người biết nhiều siêu anh hùng. Tôi chắc chưa? À, thò nữ Jane Foster. À, Wolverine. Deadpool. Resco. 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 Đây là ai? Ủa sao em phải cái sói này? Đây là Vinh Trần. Quạc. Game Beat. Rocket. Rocket gì nữa? John. Iron Man yêu nước. Machine. America Chavez. Ok. Có. Ngưu Ma Vương. Quay lại. Trốn rồi. Trả lời đi em, trả lời đi. Ok. Doctor Strange. Sai. Rat Ahun. Không phải Raven. Đây là Beast. Đúng rồi. À, xem một nhưng em không nhớ xem một này. Quên thằng này vừa xem Black Bolt. Black Bolt đúng không? Black Bolt đúng rồi. Thằng này đi. Quạc. Captain Marvel. Sai. Captain Marvel. Đúng rồi. Captain Marvel. Mr. Fantastic, Reed Richards. Cái này không ra được. Chưa nhanh. Ai? Chưa. Ai trả lời đi. Doctor Strange. Doctor Doom. Son Goku. Cái này dễ. Nebula. Cái cây. Groot. What? Raven. Không. Cái ai ta? This is Nightcrawler. Cái gì biết nhỉ? Sai. Ông Trùm trong Batman. Ông Trùm trong Batman không phải? Charles Xavier. Đúng. Đấy đầy đủ thế. Hết. Quicksilver. Cái này dễ này. Cái gì nhỉ? Doctor Doom. Sai. Thằng này mà quên rồi. Ai biết rồi. Can. Wanda Scarlet Witch. Falcon. Đúng rồi, dễ vậy. Hết rồi. 30 câu hết rồi. Vậy qua video này các bạn biết được bao nhiêu anh siêu anh hùng và cũng như ai là người thông minh nhất ở đây? Bất công, toàn siêu anh hùng Marvel á. Mình và DC. Good.